Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán dâm với các đối tượng là tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, hot girl. Võ Thị Mỹ Hạnh là người quản lý và môi giới trong đường dây này. Ngày 10 tháng 8, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang tạm giữ Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Thông tin ban đầu, Võ Thị Mỹ Hạnh, từng là tiếp viên hàng không, đã nghỉ việc vào tháng 10 năm 2022. Hạnh có quá trình làm việc chung lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các hot girl người mẫu ảnh nổi tiếng. Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ hám lợi, nhằm lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do hành điều hành. Hạnh chỉ đạo các gái mại dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng. Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Ngày 9 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1 triển khai kế hoạch triệt phá chuyên án mại dâm này. Lực lượng chức năng đã kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện tại 4 phòng có 4 gái bán dâm đang thực hiện hành vi bán dâm, gồm NTA, sinh năm 1992, tiếp viên hàng không, HNQT, sinh năm 1996, tiếp viên hàng không, NHKV, sinh năm 1995, LTTN, sinh năm 1993, hot girl, người mẫu ảnh. Tại cơ quan công an, bốn cô gái khai nhận được hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ và thừa nhận hành vi phạm tội. Hạnh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm trong trang phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách nhằm thu hút khách mua dâm. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu, hơn 1.000 đô la Mỹ. Khách đi qua đêm với giá 60 triệu, khoảng 3.000 đô la Mỹ. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ qua một số người môi giới cho các khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.